Hit it, boys. Có mặt từ 4 giờ sáng thì anh em ở nhà đã lên đồ từ 2-3 giờ sáng, 3 giờ rưỡi sáng là vào đồ. Chuyện vô mình để ngoài tập kết đúng 6 giờ rưỡi là bắt đầu ballroom mở cửa để cho mình set up. Thì set up từ sáng tới giờ là từ 6 rưỡi rồi đó. Nói chung là anh em cũng đẩy nhanh, phải đẩy nhanh tiến độ chứ thời gian là không cho phép nghỉ ngơi. Số lượng nó quá nhiều, tại là mình thi công một lúc rất là nhiều hạng mục để cho nó kịp cái tiến độ. Tham lai chính xác nha, chứ không phải là sắp xong trả lời như thanh nha. Hiện tại thì cơ bản là lên cái dàn khung rồi, bây giờ đồ nội thất của Thế Công đang trên đường chuyển tới đây, thì mấy anh kỹ thuật đang đo cái vị trí để mình lắp cái đèn San Luis. Giờ cái trái châu còn chưa gắn lên sàn chưa xong, sân khấu rồi còn rời. Và check giùm anh là bên chỗ Tâm bao lâu nữa thì treo cho anh được cái trái châu nữa nha. Lắc qua bên này cho anh xíu. Anh Bình ơi, có được cho em xin một cái mic điều khiển nhá. Đêm trong đêm rồi á, nó mới sản xuất xong á. 540 miếng. Bây giờ này có rất nhiều cái điểm ở đây là nó không bằng. Họ đi giày cao gót là họ dễ ngã lắm. Làm đến đâu là mình sẽ gọn gàng đến đó nha. Bút đi nha. 12 giờ rồi. Tại vì cái việc bay nó sẽ cũng mất thời gian lắm. Đi, bây giờ mình đi qua bển cái. Ủa? Bây giờ anh qua bên Park hết ha. Anh xem bển có tới đâu rồi. Park hết trước nha. Cho ly nước. Bây giờ em sẽ mấy chị thú nhức đầu. Lại ạ. Bây giờ mọi người chạy lên lần đi. Bắt đầu phải hồi chúng quay lại. Cái bài thứ mấy? Dạ. Bài thứ mấy? Bài đầu luôn. Cái nhạc thấy hấp dẫn vui. Vô cái bài đầu tiên luôn thôi. Sau ra là tới anh nói luôn. Can. Bài can. Cái là bài đầu tiên đúng không? Dạ, bài đầu.
excited, không lo. Rất sao đâu. Lo tim nó rất là tốt. Yeah. Anh thấy cái tất cả anh chỉ chỉnh chi tiết thôi. Yeah. Nhiều khi cái bàn á mà nó xa cái nhằn dãy quá đó thì nó cũng không khí nó cũng mất. Nó rộng quá thì người ta cũng không, nhiều khi nó chật tí á. Nhưng mà cảm giác nó ấm cúng hơn. Nếu ở đây mà nó như vậy thì người ta mới dễ bước lên ha, biết không? Dạ. Và anh một bàn bình thường là 10 người mà anh sắp có 8 thôi. Dạ. Để cho nó chống cái chỗ này, cho cái không ai ngồi đưa lưng gì hết. Rồi anh còn làm luôn cái dưới này để che cái chân, em thấy không? Xì. Anh cho làm cái đó dưới đó để cho đừng có thấy mấy cái dây điện đằng sau nữa. Phải. Đúng không? Đó, cày kỹ từ ly từ tí luôn á. Đẹp quá. Máy khói ra nè. Cái này đẹp nhất quá, hiểu không? Và bữa nay là CC là giai chánh đó. Giai chánh này đó. My star tonight. My star. Cái chào chưa xong. Mày cuối cùng không làm 1m4 hay sao? Không làm 1m4, làm 1m1. Mình làm cũng cấp mà cái kích thước nó quá lớn. Bây giờ còn có 2 tiếng nữa. Bây giờ anh đi về nhà, anh thay đồ. Rồi anh trở lại ha. Dạ. Good, let's go. Boy, đi. Yeah, anh cũng rất là nôn, bây giờ anh muốn xem coi tất cả ok hết hay không, còn cái gì chỉnh sửa nữa, và sau anh sẽ đi về ngủ một giấc và hy vọng khoảng 6 giờ anh sẽ trở lại. So tất cả anh em làm good luck everyone. Hey, vâng, xong chưa? Ok cho người này qua đây đúng không? Okay. Yeah. Nếu mà nhìn lên thì em có một cái vòng tròn đều luôn nha. Em đang chỉnh lại từng cái bàn luôn, từng chỉnh lại vị trí rồi xem check, double check lại về cái tên khách, chỗ ngồi có đúng không, đúng với sơ đồ không. Anh đang sắp xếp lại cái tên, đặt một cái bảng tên lên bàn để cho khách thấy được cái tên mình ở trên cái chỗ ngồi đó. Thì cái này đó chính là một cái mộc nến mà có cái logo của công ty Thái Công trên đây, của anh Thái Công. Và nó là màu đỏ mà chính được anh Thái Công đóng lên trên đây luôn. Và cái tên này được viết bằng tay. Cái điều đặc biệt là cái tên này được viết bằng tay.
giờ thì lấp lánh trong anh đây. Yeah, yeah. You'll be surprised. Cái câu thơ này là hơi khác chút. Yeah, yeah, ok, đó là chơi cái đêm nha. Hello, người trẻ, wow. Tóc mà lâu lâu màu tím, lâu lâu màu xanh, trời cô này điệu quá luôn. Quá luôn. Hello, nice to meet you again. Hello, welcome. Yeah, you look great. Oh my god, you look so sexy. Amazing. Yeah. And you? Handsome. Oh, you. My star. Đứng trên kia thấy không đúng không? Đúng không? Vậy thôi để em thấy càng. Tưng bừng lắm, bữa nay mình quậy nha. Ồ, lớn tiền nha. Tiền thấy không là không có chán nha. Không có chán một giây nào hết. Bây giờ rất là thích mấy người như chị Đạo Trang, phải tưng bừng vậy đó. Đó, phải quậy vậy đó mới thích. So, và hôm nay Thái Công chuẩn bị đồ ăn khác hơn những buổi tiệc khác. Anh chị thường là chắc là đi cái ngồi các phòng, cái số ballroom này biết bao nhiêu lần đúng không? Là có đồ ăn bưng ra. Hôm nay Thái Công muốn anh chị cử động và nhảy đầm và ăn uống tới cả đêm. Bởi vậy, champagne có để trên bàn. Ai muốn tự phục vụ mở champagne ra uống, rồi champagne sẽ tự động nó sẽ phiên lại. Và ở đây có lobster, hào, cá và thuton và seafood tower bên kia. So, mời anh chị một bữa ăn ngon cực kỳ và hẹn gặp lại. Hôm nay không có ngồi, hôm nay cử động. Cử động.
Thank you.
Đây là công trình thứ 3 rồi, trong đầu đã được planning cái thứ 4. Và bây giờ thì chỉ tin Thái Công gần như là 100%. Thế đây là chị lại tiếp tục nhờ anh ấy làm. Chào đến tất cả các người bạn yêu quý của Thái Công có mặt ở trong khán phòng ngày hôm nay. Ly rất là hồi hộp tự dưng lại được anh Thái Công trân trọng đến mức độ như thế này. Cách đây vài ngày anh Thái Công có gọi điện cho Ly và nói là chị Ly có thể bớt chút thời gian để phát biểu mấy câu trong bữa tiệc của Thái Công được không? Ly từ chối ngay lập tức bởi vì là mình không phải cái type người mà có thể xuất hiện được trước đám đông. Đứng trước đám đông là run lắm. Bây giờ cũng đang rất là run, không biết phải nói gì cho nó gãy gọn. Nên là mong mọi người cũng thông cảm. Thái Công với Ly biết nhau chưa phải là quá lâu, mà cũng không phải là quá ngắn. Thời gian đủ cho hai người hiểu nhau tương đối rồi. Vì cũng đã trải qua vừa là trong công việc, vừa là trong tình bạn. Cho nên là cũng hiểu nhau cũng tương đối rõ. Lần đầu tiên đến gặp anh Thái Công để nhờ anh Thái Công làm cho Ly cái nhà ngoài Hà Nội ấy. Ly rất là lo lắm luôn ý. Tại vì là sợ là hai người sẽ không phải là vì lo anh Thái Công không đủ trình độ làm cho mình. Mình nghĩ là anh Thái Công thừa đủ trình độ làm cho mình. Nhưng mình đã nghe mọi người nói về anh Thái Công rất nhiều. Là anh Thái Công là một người khó tính lắm, khó làm việc cùng lắm. Thế bây giờ Ly lo lắm. Thế nhưng mà sau khi làm việc cùng với anh Thái Công một thời gian thì tất cả những cái lo lắng biến mất và mình thấy là hóa ra là Thái Công là một người rất dễ làm việc cùng, rất dễ. Đây không phải là vì bạn thân với nhau mà nói như vậy đâu, mà đây là Ly thực tâm nói thay lời của một khách hàng là Thái Công là người có trình độ, anh ấy có một cái kiến thức sâu sắc, rộng lớn về cái lĩnh vực của anh ấy và anh ấy hiểu những cái gì mà mình cần, mình nói ra là anh ấy nắm ngay được ý của mình, anh ấy trung hòa được ý kiến của mình với những cái kiến trúc đẹp của anh ấy. Để có thể cho cái ngôi nhà của mình toàn diện mà anh ấy vẫn cảm thấy hài lòng vì tạo ra được tác phẩm đẹp, mà chủ nhân thì vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc vì có một ngôi nhà rất đẹp, đúng ý của mình và rất là phong cách. Nói đến bây giờ vẫn còn run đấy ạ, vẫn còn đang run đấy. Sau khi là anh Thái Công làm cho Ly công trình thứ nhất, rồi đến công trình thứ hai, đến công trình thứ ba, thì bây giờ là đúng như bạn nãy vừa nói là hoàn toàn yên tâm rồi. Có thể tin tưởng Thái Công 100% rồi. Bởi vì là có thể giao cho anh Thái Công một cái nhà mà thậm chí không cần phải ngồi quá nhiều thời gian để xem xét, để nghe ngóng, để theo dõi xem anh làm cái gì nữa. Có thể giao toàn bộ cho anh vì tin chắc là mình sẽ nhận lại được những cái tác phẩm mà tốt đẹp nhất. Thế bây giờ Ly với anh Thái Công đang tiếp tục làm một công trình nữa, công trình thứ tư. Nhưng không phải là nhà ở, là một công trình rất là lớn, lớn nhất của Ly từ xưa đến nay. Và xin phép được giữ bí mật. Nhân ngày hôm nay có mặt ở đây thì cũng xin được chúc mừng anh Thái Công đã ra được một quyển sách mà được xuất bản trên 70 nước ở trên thế giới, được nhà xuất bản rất là danh giá trên thế giới xuất bản là Tenoise, không biết là em có phát âm đúng không anh Thái Công? Tenoise là một nhà xuất bản rất là nổi tiếng của Đức và hy vọng là cái tác phẩm thứ tư này của em sẽ được tiếp tục được anh Thái Công đưa lên và được tiếp tục xuất bản trên hàng trăm nước trên toàn thế giới. Rất là cảm ơn Thái Công và xin chúc mọi người có một buổi tiệc thật là ấm áp ạ, vui vẻ. Một lần nữa chúc Thái Công, chúc mừng Thái Công. Ely, so cảm ơn Thái Công, cảm ơn chị Ely. Thái Công không biết nói gì hết, tao muốn là chị Ely là một người khách hàng trước đây. Thái Công gặp cái tên công trình mình làm khoảng 3-4 năm trước hả chị Ly? 4 năm trước rồi. 4 năm trước. Nhưng mà thấy chị Ly đã thành một người bạn. Người bạn rất là thân, như là có thể một người chị. Dạ. Và Thái Công với Huy rất là mến chị Ly. Và mình chia sẻ nhiều cái niềm vui. Mình hợp nhau. Và nhiều khi Thái Công dẫn chị Ly nhiều tới cái chỗ mà chị Ly không sợ luôn. Sợ. Không, Thái Công lừa.
dẫn đi chơi, bảo là hôm nay mời chị Ly đi ăn cơm, nhưng thực ra lại đưa chị Ly đi chơi nhà ma, sợ kinh khủng, sợ lắm luôn. Nhưng mà về bây giờ nghĩ lại thấy rất là vui, có những cái kỷ niệm nho nhỏ trong 4 năm làm bạn, rất vui, cảm ơn Thái Công rất nhiều. Thái Công định tặng cho chị Ly một quyển sách mà ở đây chị Ly chắc là quên rồi. Ok, nhưng chút xíu, Ok, nhưng mà Thái Công cũng sẽ tặng mỗi cặp đôi ở đây một quyển sách, sau chút xíu ở ngoài đó Thái Công cũng sẽ ký tên. Ok, không phải là cặp đôi không, nếu mà người nào đi một mình, Thái Công cũng tặng một quyển sách nữa. Ok, cảm ơn chị Ly nha. Dạ, cảm ơn chị Ly. Nhiều. Nếu Thái Công hỏi anh chị, mỗi người chúng ta có thể có một cái giấc mơ, có nhiều cái giấc mơ, thì Thái Công dĩ nhiên có một cái giấc mơ mình làm biết bao nhiêu năm, bao nhiêu công trình, mà nếu mà một có một cái quyển sách làm ra thì chắc là rất là tuyệt vời, vì Thái Công rất là thích sách và rất là thích giấy, thích rờ nó. Bởi vì cái giấc mơ mà Thái Công hôm nay được nhà xuất bản sách, thật sự cái giấc mơ Thái Công nói trước đó mình không dám mơ luôn, tại vì cái đây là nhà xuất bản rất là lớn của Đức, mà người ta nói người ta theo dõi Thái Công rất là lâu, mà một ngày đó người ta mới gửi cho Thái Công một cái email và người ta muốn một cái phone call, và Thái Công mới nói chuyện với người ta và work với cái quyển sách này cũng gần một năm trời để lựa sách. Mà lúc đó thì nhiều công trình cũng chưa xong nữa, cũng như công trình của chị Ly hay là về công trình cũng chưa xong, thì lúc đó thì nhà xuất bản mới định làm quyển sách chừng khoảng 200 trang thôi. Thì Thái Công nói ô, cái quyển sách mà 200 trang, Thái Công nghĩ ở đâu mình có hình ảnh nhiều như vậy. Cái sau Công mới họ gửi hết cho nhà xuất bản. Sau khoảng một tháng người ta bảo lại, người ta nói người ta muốn làm cái quyển sách 356 trang cộng thêm 150 trang nữa vì quá nhiều hình đẹp. Ok, hôm nay Thái Công cũng không muốn nói nhiều về cái quyển sách này, vì chút xíu anh chị sẽ được một cái quyển sách đem về nhà và Thái Công sẽ ký tên. Biết bao nhiêu năm qua làm những cái công trình này thì cần rất là nhiều người, nhiều bàn tay mới làm ra những mấy cái công trình này được, từ những người bưng đồ nội thất, sơn nhà, xây nhà cửa, đến thiết kế vẽ hình 3D, trang trí, một cái team rất là lớn nhiều năm qua. Thì trong quyển sách này có vài công trình Thái Công có hơn 15 năm trước có trong quyển sách này luôn. Thì hiện tại thì ở trong cái phòng này cũng có vài nhân viên của Thái Công, là như Khánh được ngồi chung với Thái Công ở đây và Hữu ở đây. Thì Thái Công cũng cảm ơn tất cả những người em đã làm cho anh rất là lâu, và nhờ mấy em mới có những cái công trình này. Dĩ nhiên Thái Công cũng cảm ơn tất cả những người nhiếp ảnh gia ở Việt Nam, như là Đồ Sĩ, Roy Ai Nguyễn, chụp những cái tấm hình này và quyển cái sách này. Thì quyển sách này đang phát hành trên toàn thế giới. Cảm ơn mấy em cũng những cái hình ảnh này. Không biết Thái Công còn quên cảm ơn ai nữa hay không. Nếu Thái Công quên ai thì Thái Công xin lỗi. Nhưng mà một người Thái Công không quên được là bạn trai của Thái Công. Chắc là các anh mời Huy lên sân khấu. Hôm nay thực sự là một đêm quá tuyệt vời dành cho anh Thái Công cũng như là toàn thể công ty Thái Công. Một lần nữa Huy muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người anh chị, những người thân trong gia đình, cũng như là những người khách hàng thân thiết, người mà đã đem đến cái sự thành công và một cái nhân vật chính trong cái quyển sách của anh Thái Công lần này. Vì quyển sách này Huy cũng rất là bỏ ra công sức rất là nhiều. Gọi là mỗi cái lúc mà mình được cái thông tin cách đây một năm trước là mình bắt đầu mình làm công trình này, là em phải đuổi theo biết bao nhiêu nhiếp ảnh gia đến có những cái tấm hình này. Và sau đó tới tìm quá công phu. Thực sự là cái ngày đầu tiên mà khi nhà sách Tenoy có gọi điện cho anh Thái Công và Huy và muốn gửi lời mời để làm một quyển sách này, thực sự ra là lúc đó đã trải qua rất là nhiều những cái công việc mà tới giây phút này Huy cũng không hình dung được là cái quyển sách đó đã nằm ở trên kệ và đã public ở trên 70 quốc gia trên thế giới. Là một cái quãng
thời gian thực sự là quá dài. Và cảm thấy là em cũng muốn chúc mừng anh. Tại vì mấy anh chị biết là thực sự là Huy với anh Thái Công đi du lịch rất là nhiều. Và có một cái sở thích là khi mà mỗi lần đi du lịch đến một cái thành phố nào đó là mình sẽ đi đến những cái tiệm sách. Và mình sẽ mua và rất là thích mua những cái quyển sách về nội thất. Thứ nhất là mình về mình đọc và mình nghiên cứu về cái kiến thức, cái ngành mà mình làm. Thì lúc đó mình khi mà mình vào mình xem những cái quyển sách của những cái người thiết kế nội thất khác cũng như là về kiến trúc đó, thì mình rất là ước mơ. Và nhưng mà tại vì cái ước mơ này mình không có quản lý được nó, và tại vì mình đâu phải là mình muốn mà mình làm được đâu. Thì khi mà mình đã thực hiện được đó, thì mình cảm giác như là có rất là nhiều những yếu tố xung quanh đã biến cái giấc mơ, và đặc biệt là giấc mơ của anh Thái Công thành sự thật. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Huy là cũng là cái giấc mơ của Thái Công đúng không? Giấc mơ is come true. So, chắc là anh cần một ly champagne nữa. Yeah. Okay. Yeah. So, hôm nay Thái Công cảm ơn tất cả anh chị đã có mặt ở đây và ăn mừng cùng Thái Công với cái quyển sách tên là Thái Công Niềm Đam Mê Thẩm Mỹ. Và thẩm mỹ là gì? Anh chị sẽ thấy theo Thái Công chia sẻ thay vì trong quyển sách này ha. Ok, anh chị mời anh chị nâng ly lên một cái ly champagne và ăn mừng hôm nay. Thank you for coming. Yeah. Cheers everyone. Anh tính nói là hôm nay là ngày Nicolaus, 6 tháng 12 ở bên Âu Châu là ngày Nicolaus, là ngày Santa Claus á, là cái ngày mà ông già Noel ông bỏ vô mấy cái quà vô cái đôi giày á, nếu mà con tối vừa đó con nít nó để quà trước cửa đó. Và hôm nay á là ở bên Âu Châu rất là lạnh và có tuyết rơi, và Thái Công muốn đem tuyết rơi trong cái phòng này. Enjoy the party.
I'm not.
and gentlemen, I'm Nico Coco. Hey! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad. Hey! I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. You are my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I stay. Feliz Navidad, yeah, yeah, yeah. Feliz Navidad, yeah, yeah, yeah. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. One, two, three. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hey! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Được anh Thái Công mời dự bữa tiệc ngày hôm nay để ra mắt cuốn sách mới của anh. Thì anh chị rất là chúc anh Thái Công mỗi ngày một lớn mạnh hơn và nhiều ý tưởng hơn nữa, và một ngày lan rộng hết tất cả trên toàn thế giới. Đây là một cái bữa tiệc mà rất là ấm cúng, và đặc biệt là khi mình nhìn quanh thì toàn thấy những khuôn mặt rất là thân thương trong giới nghệ thuật, trong giới kiến trúc và giới doanh nghiệp. Điều đó là một cái điều rất là thú vị, bởi vì anh Thái Công là một người mà thiết kế rất là nổi tiếng tại Việt Nam, và bản thân tất cả những người doanh nhân đều luôn luôn muốn là mình có những sản phẩm tốt nhất. Đây là một cái đêm mà giao lưu rất là giá trị. Và có thể nói cũng là một cái ngày cuối năm mà làm cho các doanh nhân, các nghệ sĩ có buổi gặp với nhau.
Thật ra thì mình biết anh Thái Công từ năm 2012 và mình follow cái sự mà phát triển của anh trong từng ấy năm. Và thật sự đối với mình thì mình có thể chia sẻ là ngày hôm nay giống như là dream come true của anh. Anh đã ấp ủ về cuốn sách, anh đã nói là rất nhiều lần rằng anh muốn ra một cuốn sách để lại những cái thẩm mỹ, những cái đẹp mà anh đã từng có trong cuộc đời. Ngày hôm nay giống như là khi mà mình đến đây thì mình cảm thấy là mình vô cùng hạnh phúc cùng với cái niềm hạnh phúc của anh. Và mình hy vọng là trong tương lai anh sẽ càng có thêm những cái thành công nhiều hơn nữa và mang lại nhiều cái đẹp hơn nữa cho rất là nhiều những cái ngôi nhà của Việt Nam mình. Những ngôi nhà mà nó khi chỉ cần nhắc đến anh Thái Công thì nó là những cái ngôi nhà mà đẹp nhất và tuyệt vời nhất. Hôm nay là một ngày cực kỳ vui của người thương của Duy Văn, chính là anh Thái Công. Thì không gì hơn là tận đáy lòng Duy Văn mong là sự nghiệp của Thái Công sẽ phát triển vươn tầm thế giới và sẽ ngày càng đạt nhiều cái thành tựu vĩ đại hơn nữa. Bữa tiệc hôm nay phải nói là rất là hoành tráng, rất là đẹp và rất là ý nghĩa. Rất là sung nữa anh. Rất là sôi động. Đúng chết của anh Thái Công là đã chơi là phải chơi hết mình luôn. Và nó sẽ chơi hết mình, thành quả cực kỳ tốt, cực kỳ tuyệt vời. Let's have a party! Wow! I feel good! Sugar is high.